Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thay cái chuông côn này nhé. Hướng dẫn các bạn thay chuông côn này tại nhà. Thì cái này thì nó cũng rất là dễ thay đây. Thì cái này là để cho các bạn mà ở xa các chỗ mà sửa chữa thì các bạn có thể mua về các bạn thay cho cái cần 43. Cụ thể clip hôm nay thì là thay chuông côn cho cái cần của máy 43 các bạn nhé. Thì đa phần là cái máy 43 thì sẽ dùng cái dạng cần như thế này với cái chuông cái bắp chuối như như thế này. Thì nó sẽ cái bắp chuối này nó sẽ rất ít khi hỏng các bạn. Đấy, cái này thì nó gần như là rất là ít khi hỏng. Thì cùng lắm là nó hỏng cái vòng bi bên trong thôi. Chạy lâu ngày quá nó dơ thì chúng ta mua cả cái vòng bi 6202 thì các bạn về các bạn tự thay được. Thì cái việc thay nó rất là dễ. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thay tháo như thế nào. Thì đa phần ở những cái máy 43 nó dùng cái ống cần 28 này. 28 và ti 9 khía đấy phải không ạ? Còn như Husqvarna Thụy Điển 43 xịn này thì cái đầu ti bên kia là đầu vuông, còn cái đầu trong này là đầu 9 9 khía. Thì các bạn chọn mua những cái chuông côn như thế này. À, bên bên trong cái rãnh này nó có 9 cạnh, 9 khía như này, các bạn về các bạn tự thay. Thì để cho thay được thì các bạn cần hai cái lục giác, một cái lục giác 4, một cái lục giác 5 như này, và hai cái kìm các bạn nhé. Một cái là để banh này. Đấy, đây là một cái banh và một cái gắp, cái kìm mỏ nhọn đó để chúng ta sẽ lấy những cái chốt ở trong 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 cái bắp chuối này ra. Với lại một cái búa nữa, và búa và một một cái tê này cũng được, để tí nữa chúng ta lợi dụng là cái thanh sắt ở đây chúng ta chỉ gõ mà không cần lại được. Cái này tí nữa mình sẽ làm cho các bạn xem, mình chỉ cần gõ nhẹ cái là nó ra thôi. Thì cái này thay nó cũng dễ lắm. Đa phần là cái bắp chuối này nó sẽ không hỏng đâu. Đấy, cái này cho nên chúng ta không cần thay cả như này, mà các bạn mua những cái chuông côn này về các bạn tự thay. Thì cái này là của 43. 43 thì cửa Husqvarna 43 nhé, các bạn về các bạn tự thay ở nhà. Nguyên nhân là thay là vì sao? Bởi vì trong cái này thì trong cái quá trình sử dụng lâu dài ấy, thì nó sẽ bị ăn mòn ở trong này, nó lõm sâu vào như này này. Thì nó lõm khá sâu này, thì cái hành cái khi mà máy chạy thì nó văng ra một cái đoạn nhất định nào đấy thì nó mới chạm, mà cái lúc đấy thì cái tình trạng đấy nó sẽ gây cho chúng ta hơi tốn xăng một chút, vẫn có thể là máy nó sẽ bị yếu hơn một chút. Thì cho nên là khi mà thấy mòn ấy thì các bạn tiến hành các bạn thay. Đó, mòn như này các bạn thay. Thì thay thì đơn giản lắm, các bạn lật ngửa nó lên thì ở dưới này nó có một cái chốt vặn ở dưới này, các bạn sẽ tháo con chốt đấy ra. Các bạn dùng cái lục giác này các bạn tháo cái chốt này ra. Đó. Các bạn tháo hoàn ra như thế, sau đó là vặn lỏng cái ốc này. Thì đa phần là cái bắp chuối này của 43 nó rất là đơn giản. Còn một số cái loại khác thì nó phức tạp hơn một chút. Thì cái này các bạn tháo hai con ốc đấy ra thôi, các bạn rút được ra thôi. Đấy, các bạn cầm lắc lắc cái này các bạn rút được ra. Đó. Đây là cái ti 9 cạnh đây nhé các bạn. Có thể rút ra như thế này. Đó. Sau đó là các bạn mà thậm chí không cần rút thì các bạn rất là dễ thay thế được, nhưng mà chúng ta rút ra để tí nữa chúng ta vệ sinh. Còn nếu mà không rút ra thì các bạn chỉ tháo 4 ốc ở đây thì cũng có thể thay được cái chuông này rồi. 4 ốc ở đây nhé. Ở cái đoạn giữa đây các bạn nhé. Nhưng mà chúng ta cứ rút ra để tí chúng ta vệ sinh hết tất cả cho nó dễ. Thế bây giờ chúng ta sẽ tháo 4 ốc này ra. Thế các bạn tháo 4 ốc này ra nhé. Thì đối với cái chuông côn này thì nó giống 43 này, 541 này, 236 nó giống nhau các bạn ấy. Và một số dòng mà máy mà làm nhái theo ấy thì là nó cũng sẽ giống nhau như thế này hết ấy. Thì sau khi tháo chúng nó bỏ cái ốc này ra. Để lắp lại để lần sau nữa thì dễ tháo đấy các bạn. Khi nào lắp làm chúng ta chấm vào dầu nhé, chúng ta chấm dầu như thế này. Đây này. Tháo 4 ốc ra là các bạn có thể tháo được cái đoạn giữa này ra này. Tháo ra như thế này. Cái này thì tiến hành thay thì chúng ta tháo này cho nó dễ thao tác thôi, còn nếu mà không thì các bạn cũng có thể là cái này các bạn có thể để yên ở đây cũng được. Thì các bạn tháo 4 ốc thì các bạn rút cái này ra thôi. Rút này ra là hoàn toàn có thể thay được cái chuông côn này. Thì khi các bạn tháo này ra thì để cho lấy được cái chuông này ra thì các bạn dùng một cái kìm banh như thế này. Cái banh các bạn tháo cái chốt ở đây này. Ở đây nhá. Tháo cái chốt ở chỗ xoay chuông côn đây các bạn.
Đấy, các bạn banh như này ra. Đấy, các bạn tháo, các bạn lấy cái chốt này ra. Sau đó là chúng ta có thể cầm tay gõ cũng được, mà chúng ta kê vào hai cái miếng gỗ như này, chúng ta gõ. Chúng ta kê vào đây, chúng ta lấy búa chúng ta gõ ở đây là nó ra. Khi nó chặt quá là chúng ta gõ. Đây là mình có cả đồ để chuyên dụng làm, nhưng mà mình hướng dẫn các bạn làm theo nên hai miếng gỗ ok, bởi vì các bạn ở nhà các bạn sẽ tận dụng những thứ mà nó đơn giản nhất. Đấy. Nhưng mình có cái đồ vặn, mình đẩy cái là nó ra. Đấy, các bạn hoàn toàn có thể tháo được cái này ra nhé. Đấy. Thì ở đây thì nó sẽ có cái vòng bi ở đây, cái mã số là 6202 các bạn nhé. Thì trong quá trình chạy lâu ngày ấy, thì nó sẽ bị khô dầu ở đây này. Thì nó khô dầu thì các bạn tiến hành một lần tháo như này, các bạn tiến hành các bạn cho dầu vào đây, bởi vì cái này nó chạy tốc độ rất là cao mà nó dùng rất nhiều đấy, thì các bạn chỉ cần cậy cái miếng này ra thôi, cái miếng đệm ở cái gioăng 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 đệm của cái vòng bi này này, các bạn lấy cái vật nhọn nhọn các bạn cậy cái ra. Đó. Thì ở trong này là nó sẽ có cái bộ phận chuyển động của cái vòng bi này. Thì lấy ra thì các bạn sẽ dùng một cái lọ mỡ chịu nhiệt như này. Chúng ta tiến hành, chúng ta sẽ bôi bôi vào trong đấy. Đấy. Đây là chúng ta sẽ tra dầu vào đây. Bạn có thể làm khéo léo hơn nhé, ngón tay làm nó hơi vướng một chút. Nó sẽ bôi kín hết xung quanh. Thì chúng ta một, nếu mà một năm các bạn bôi được một lần mỡ vào đây thì nó rất là tốt này. Một hoặc hai lần càng tốt. Nếu mà đánh nhiều thì bôi hai lần, còn không thì thỉnh thoảng thì một lần chúng ta bôi một lần cũng được. Sau đó các bạn ấn lại. Cái này nó đơn giản lắm, cái này nó chỉ việc tháo ra xong ấn lại thôi. Còn nếu mà trong cái trường hợp mà đây miếng cao su giảm rung nhé. Còn trong cái trường hợp mà các bạn muốn thay cái vòng bi ấy, thì các bạn dùng cái kìm gắp thế này, này các bạn tháo cái chốt ở đây ra. Ở đây nó có cái chốt nữa. Đấy, ở đây nhé. Đấy, các bạn dùng cái kìm gắp các bạn tháo cái chốt này ra. Sau đó ở bên này là các bạn chỉ cần đập, chúng ta kê vào, chúng ta lấy cái gì kê vào đây, chúng ta đập một cái là cái vòng bi nó ra, chúng ta hoàn toàn thay vòng bi mới. Nhưng mà cái vòng bi này vẫn rất là tốt. Đây là vòng bi của Husqvarna Thụy Điển ấy, rất là tốt. Cho nên là chưa cần thay nhé. Đây mình chỉ thay thay chuông thôi, còn hướng dẫn thêm các bạn là muốn thay vòng bi, nhưng mà chỉ gắp cái này ra, đập cái ra là thay thôi. 6202 chúng ta mua vòng bi về chúng ta tự thay. Các bạn kiếm những cái vòng bi Nhật ấy, hàng 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 của Nhật Bản ấy, nó rất là tốt, mà thậm chí để những cái cần mà cần cần rẻ tiền thôi, nhưng mà các bạn mà mua được cái vòng bi của Nhật về chúng ta tự thay ấy, thì đánh cũng rất là im luôn đấy, thì nó lắc là nó do cái vòng bi nó bị dơ, vòng bi rẻ tiền. Nhưng còn vòng bi của Husqvarna Thụy Điển này thì rất là tốt. Thì sau khi chúng ta tháo được cái cũ này ra, chúng ta thay cái mới vào thì nó rất là đơn giản thôi. Đấy, các bạn sẽ để vào đây. Đấy, chúng ta lấy cái búa chúng ta gõ nhẹ nhàng. Đấy. Sang bên này thì bắt đầu nó mới có cái rãnh cái gờ ở đây để chúng ta lắp cái chốt. Sau đó là các bạn để cái này vào. Đấy, cái kìm banh này. Chúng ta để cái chốt này vào đây. Đấy, ok. Đấy, rất đơn giản. Sau đó là các bạn lắp lại. Đây. Bạn tiến hành các bạn lắp lại nhé. Thì đây nó xoay từ phía được, các bạn lắp thế nào được. Nó có một cái gờ ở đây, chúng ta lắp đúng cái gờ này nổi lên đây là được. Đây này, đó. Thì là nó sẽ không 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 bị xoay. Đó, xong tiến hành chúng ta vặn lại cái con ốc ở đây. Bốn ốc. Sau khi các bạn siết chặt bốn ốc này thì chúng ta tiến hành chúng ta lắp lại cái đây thôi. Thì lật ngược lên thì ở đây nó có một cái chốt lỗ ở đây này. Đây là cái cần của Husqvarna Thụy Điển. Nó có một cái lỗ ở đây. Thì các bạn tháo hẳn ra, tháo hẳn cái ốc này ra thì chúng ta sẽ nhìn cái lỗ ở đây nó đối rất là chuẩn luôn, thì các bạn mới lắp nhé. À, khi các bạn lắp vào thì các bạn lắp như này, xong bạn nhìn cái lỗ này các bạn nhìn xuyên ra bên kia. Thì chúng ta tiến hành là chúng ta bắt lại con ốc thôi. Đây có một ốc. Đây là mình chưa vặn nhé. Đây ốc đây này. Chúng ta có thể siết chặt con này trước thì mới bắt con này, hoặc là bắt con này trước cũng được, khi chúng ta xác định cái lỗ chuẩn ở đấy rồi. Ok. Đấy, cái việc thay chuông côn nó đơn giản lắm. Thì đây là cái bắp chuối của mũ 43 các bạn nhé. Mũ 43 thì chúng ta không bỏ, cũng không nên thay cả cái cụm này, nếu các bạn có thời gian các bạn có thể tự thay.
Còn ví dụ như chúng ta ra tiệm ra ấy mà anh em thợ người ta bảo thay cả cái này thì chúng ta xác định nó cũ quá hoặc là nó hỏng vòng bi quá thì các bạn yêu cầu là thay vòng bi và thay chuông là được chứ không cần thay cả cái cụm như này. Còn cái cụm này bán rất là nhiều luôn. Thì thay dễ lắm, các bạn về nhà các bạn tự thay thôi, chỉ cần những cái đồ như thế là thay được. Nhưng nhất nhất là các bạn phải có những cái kìm mỏ nhọn này gắp và kìm banh nha. Đấy, như vậy là đã các bạn đã thay xong cái trụ côn 443 nhá. Thì các bạn sẽ đăng ký kênh và các bạn xem thấy hay đăng ký kênh của mình thì lần sau mình sẽ làm tất cả các chi tiết của từng dòng máy khác. Ok, cảm ơn các bạn ạ.